Thưa quý vị, liên quan đến vụ động đất làm hơn 250 người đã thiệt mạng ở Indonesia, mới đây tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tuyên bố chính phủ nước này sẽ bồi thường cho các nạn nhân và gia đình trong trận động đất ảnh hưởng đến tỉnh đông dân nhất của nước này. Theo thông báo đăng trên Instagram, hiện vẫn còn 31 người mất tích và 337 người khác bị thương do trong động đất kể trên, trong khi số người mất nhà cửa lên tới 7.060 người. Một quan chức địa phương cũng cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có nhiều trẻ em đang học tập tại một số ngôi trường trong khu vực khi động đất xảy ra. Phát biểu tại cuộc họp báo, lãnh đạo cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia, Baisanas Harris, ANVD cho biết, một trong những thách thức hiện nay là ảnh hưởng của động đất vẫn tiếp tục lan rộng, trong đó phải kể đến những tuyến đường tại các làng mạc đã bị hư hỏng. Theo quan chức nước này, phần lớn các ca thiệt mạng là trẻ em vì động đất xảy ra vào khoảng 13 giờ khi các em vẫn đang ở trường học. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp thiệt mạng là những người bị mắc kẹt bên trong những tòa nhà đổ nát. Ngày 22 tháng 11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới thăm thành phố Xianju ở tỉnh Tây Java, tâm trấn của trận động đất và chỉ thị cho các đội cứu hộ ưu tiên cứu người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và khẩn cấp tiếp cận các khu vực bị lở đất cô lập. Cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết trận động đất độ lớn 5,6 xảy ra chiều 21 tháng 11 ở thị trấn Siangju, tâm chấn ở độ sâu 10 km. Động đất đã phá hủy hơn 2.000 ngôi nhà, tòa nhà cao tầng cùng nhiều công trình hạ tầng khác và khiến hơn 13.000 người đã phải đi sơ tán. Tại Indonesia thường xuyên xảy ra động đất do nước này nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có nhiều vết đất gãy ở vỏ trái đất do hoạt động của các mảng kiến tạo. Vào tháng 1 năm ngoái, trận động đất có độ lớn 6,2 làm rung chuyển đảo Sulawesi đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người, đồng thời đẩy hàng nghìn người vào cảnh mất nhà cửa. Cũng trong ngày 22 tháng 11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này dự định cung cấp 500.000 đô cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân trận động đất tại Indonesia phía Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục cung cấp cứu trợ nhân đạo cho những quốc gia và người dân chịu ảnh hưởng của các thảm họa thiên nhiên, đồng thời hy vọng khoản hỗ trợ phần nào giúp đỡ các nạn nhân động đất ở Indonesia. Tương tự Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định nước này sẵn sàng hỗ trợ Indonesia. Ông cũng gửi lời chia buồn tới tổng thống Indonesia và người dân nước này trước những mất mát do trận động đất gây ra.